thường. Tắm nhắm bên chị nam nữ dùng được hết nha. Xin mấy cục đá. Hello mọi người. Chị không hỏi em sửa vú đâu, chị chị với gái nha chị. Cái mình lên tay lại á, cái nào mua. Còn nó đẹp. Cái hồi đó mấy cái chè hào với tôm rồi cũng nhiều. Dạ. Bếp nó làm xong rồi mình vui, vui lòng quay lại biết cướp gì đây mà. Rồi. Người tắm trắng bên Trang là 450 nha. Trang làm răng ở nha khoa Kim Xuân á, các bạn có thể search trên Facebook á là hiện ra liền à. 165 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em đi ăn cuối tuần đây, cuối tuần nào cũng đi ăn. Mơ Linh Huỳnh, cảnh mơ muội muội. Lê Trung Kiên là ai vậy ta? Sao biết vũ vậy? Tí Huy Hồng. Sao quen quá vậy ta? Các ai hỏi sản phẩm em thấy gì không? Hỏi tấm trắng, kem dưỡng gì đó. Vũ đi lấy đồ ăn giùm chị ơi. Hello mọi người. Có Lê Trung Kiên gì á, tại vì nãy em livestream mới hỏi Vũ đâu Trang. Lê Trung Kiên gì á, Facebook Lê Trung Kiên gì á, không biết nữa. Kem hỏi là ai vậy? À biết rồi, xong có Tí làm 195 nó vô, có Tí làm 195 á vô comment hỏi anh Vũ đâu rồi. Hello Trinh.
Trang đang đi ăn đây. Trang ở ở đây đâu rồi? Ở Liberty á, nhà hàng Liberty á. Tấm trắng bên chị là tấm trắng thuốc bắc nha em, là loại chị xài, không phải chị bán luôn. Những loại chị bán là những loại chị xài hết. Có, tốt hết. Ủa Trinh chưa thu âm hả? Đúng rồi Trinh. Đợi Trinh về. Ủa, để trên xong mới ăn lẩu xa xa. Đúng rồi, đúng rồi, tuần sau ăn xa xa. Trên chưa giờ ăn xa xa luôn giống anh đó. Cho đi múc đá. Nãy nào múc đá. Ừ. Chị đi thu âm tốt nha. Giảm cân của em hả? Cách giảm cân của em là trước khi em ngủ dậy, trước khi em ngủ dậy hoặc là trước khi em ăn gì đó, em sẽ uống một ly đá chanh ít đường. Nói gì đâu Trinh. Kem body bên chị là 800 ngàn một hộp, là kem dưỡng siêu cấp nha em, mình sử dụng được một tháng. Ngọt ngọt đó luôn hả? Được, cho dễ. Để chén đi rồi. Tại vì Trang với Trinh cách nhau có một tuổi à, cho nên là hay xưng với nhau bằng tên hơn, thích thật hơn. Chị nhớ tí rồi. Tí tí hỏi nhớ nhớ tí không? Chị hay đắp mặt nạ Hàn Quốc. Mặt nạ của Innisfree em. Để nạ đây như vậy. Đụng mặt. Đụng hay không? Chị thấp mà đâu có cao đâu, mọi người hay hỏi lắm. Mình mới vô chỉ xong. Các bạn muốn ốm, các bạn uống nước chanh trước khi ăn á, uống nước chanh đá trước khi ăn, hoặc là vừa mới ngủ dậy á, trước khi ăn một cái gì đó bạn uống một ly chanh đá, nó sẽ giảm sự ăn của bạn lại. Cảm ơn Quỳnh Ngọc. Ôi ai hỏi em cưới chưa dữ vậy, em còn trẻ mà. Đồng hồ này là đồng hồ chị O nha, bạn trai chị mua cho chị. Trang có nha, mỗi ngày Trang đắp một loại mặt nạ, một miếng mặt nạ cũng được. Mũi gì em? Cảm ơn em Huyền Trân.
chanh đá dùng đường, chứ em có thể thay thế đường bằng mật ong, nó sẽ đỡ mập hơn nữa vì đường rất là mập, nó nóng nữa. Em có thể mua sản phẩm tem mỡ bụng bên chị nha. Hello anh Tùng Cầm, mãi yêu anh. Cảm ơn Hoàng Nhật. Chị Trinh đi thu âm rồi em ơi. Tóc chị hả? Tóc chị là dùng ở nhà là dùng dầu dưỡng với lại hấp củ Moroccano nha em. Mặt nạ của Hàn Quốc là tốt, của Innisfree. Ừ đúng rồi, em da cũng đẹp nữa. Cọc tóc cao lên xíu. Mọi người không ai đi chơi hết, thêm nhiều ta. Bấm là sẽ bị hư, bị rụng tóc đó em. Tóc sẽ bị đứt ngang. Chết rồi. Sao nhiều quá vậy? Chồng lại nó lại dưới em. Bên em còn dương không nữa rồi. Tóc chị không có bấm. Bấm là hư tóc đó em ơi. Chị vừa người thôi, không có cao lắm. Mọi người ai cũng hỏi hết. Ai cũng hỏi cho mình. Kem body bên chị là 800 ngàn một hộp nha. Chất kem là lotion thẩm thấu rất là cao luôn. Không hề bị bết rít dính quần áo hay là bị bết lỗ chân lông gì hết. Thấm cực kỳ luôn. Cái này là ở đây là đang đèn vàng nhưng mà đây là da chị. Chị bên ngày trắng á. Là sao em ý em là sao mình cô? Chị Trinh đang đi thu âm rồi em ơi. Còn 6 con hào. Trang làm nail ở 633 Lạc Long Quân KT Nail nha. Ở đó các anh chị rất là nhiệt tình. Muốn mấy bạn muốn làm mẫu nào cũng được, nó hay là mấy bạn lên mạng xem á, thích mẫu nào lưu lại cho điện thoại thì tới đó thì làm đều được hết á. Không, chị không có dùng thuốc giảm cân. Thank you.
nào ạ? Cảm ơn Nguyễn Hoàng Ngọc Linh. À, áo chị mua ở Facebook Trang Lê Mặt Nha Đường nha. Lùng xong rồi đúng không? Còn ăn nữa. Bên Trang có các sản phẩm tắm trắng body, sữa tắm body, kem trắng da body, kem đánh trắng răng, với lại top under sản phẩm dành cho vùng kính của phụ nữ. Hiện tại thì tấm trắng phay chị không có về lại nữa. Tí hỏi sao 195 đóng cửa vậy chị? Đâu biết đâu. Trang sinh năm 96. À, em không về lại sản phẩm tấm trắng phay quả cam nữa. Là để em chuẩn bị làm sản phẩm khác thương hiệu của em. Cảm ơn Đỗ Tố Như, Yến Vi Nguyễn. Còn con một. Milo nói gì vậy? Mình đọc không hiểu. Dạ em sẽ ra sản phẩm cho fan là thương hiệu của em, cho nên vì fan của khách là mỗi loại fan của khách là một da khác nhau, dễ nhạy cảm, cho nên là đến giờ em cũng chưa ra mắt được, em sẽ chọn loại kỹ nhất. Hello anh Sunny, hello anh trai yêu dốc của em. Anh đang gặp chương trình nào? Mình giữ được cân nặng của mình với em, mình ăn vừa phải thôi. Cảm ơn quá khứ và định mệnh. Cảm ơn Lê Thị Quỳnh. Hello chị Bi, cảm ơn chị, lâu quá không gặp chị. Tính ra bây giờ mình sang được nhiều. Kim Xuân 165 Ngô Tức Tố, quận Bình Thạnh. Chị có thể lên Facebook search nha khoa Kim Xuân. Chị đến đó làm răng thì chị cứ nói được em giới thiệu thì chị sẽ được giảm. Em
làm nail ở 633 Lạc Long Quân, KT Nail. Chị nhiều á, muốn nè, muốn đi làm nail phải đẹp đẹp. Chị đang đi ăn buffet. Không, bên chị là kem tẩy trắng răng chứ không phải là bột trắng răng nha em. Lâu quá không có gặp chị Bi với anh Sen. Thấy anh chị giờ này cũng hạnh phúc quá. Cái ghẹ ngon, thịt ngọt. Ngay à? Ừ, thịt ngọt. Thôi chấm muối cũng ngon. Cái trồng trung tâm gì vậy? Cảm ơn mọi người. À, có người kêu em giống diễn viên Trung Quốc. Cái chị thân của em á, thân người thân lâu rồi nói em giống Dương Mịch. Đúng rồi chị Bi, có người kêu em giống Châu Tấn. Stream này cuối tuần vui vẻ. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoài Ngọc Linh. Chị dùng sản phẩm em, nếu mà thấy ổn, nếu ok thì hy vọng chị sẽ giới thiệu cho nhiều nhiều người khác nữa. Dễ thương quá vậy. Em dùng tắm trắng lại kem dưỡng body, những sản phẩm mà em bán là những sản phẩm em đều dùng hết. Cảm ơn em được tối như chị đọc vội quá. Cái là lấy sáu cái con hào. Chị kem bên Trang là chứa nhiều dưỡng chất, tinh chất làm trắng da, nhưng mà không có chứa kem trộn hay là tẩy gì hết, cho nên là không phải ngày 1 ngày 2 trắng liền được nha. Trang cũng phải dưỡng tầm khoảng 1 hai học trở lên thì da mới đều tông, mới đẹp được như vậy. Kem Trang xài là kem Trang đang bán hiện tại bên Facebook nha mọi người. Chị không có truyền trắng.
bạn nào hỏi Giang Sài Son gì là Son Su 356 nha. Không biết mọi người có giống Giang không, mà Giang thì thích pha màu son á, chứ không thích kiểu một loại. Có nha, khách bên kia mua kem tan mỡ xong á là hả, thay cuốn ni lông với lại địch đai lại cho nó tốt, cho nó hiệu quả. Cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi nhiều lắm. Răng chị là bọc sứ. Không, chị không có đeo lên. Mắt chị đeo lên không có được nữa. Mắt chị đeo lên là bị đỏ ngay. Cảm ơn Hậu Nguyễn. Cảm ơn Ly Nguyễn. Lông mi Trang không có nối là lông mi thật. Lông mi thật chút mascara lên thôi. Đồng hồ Trang đeo là hiệu Dior. Ý là Trang sẽ dùng một cây son này, Trang đánh lên xong rồi Trang pha với một cây son khác nữa. Trang thích pha hai màu lại với nhau á. Kem tắm trắng bên mình là sẽ bật tông sau lần tắm đầu tiên, chứ em không nói được là trắng bao nhiêu phần trăm, vì da của khách sẽ có khách da mỡ, sẽ có khách da ngâm lì, cho nên độ lên tông cho mỗi khách sẽ khác. Chưa xong đó ha. Mập kêu làm ghẻ chứ. Các bạn inbox cho Giang đi. Giống thời dịu mà mập mập hơn, bự hơn rồi. Cái nhỏ mà. Thịt thì cua luôn á. Tắm trắng bên em là 450 một set. Mình dùng được một lần tắm, gồm 3 bước tắm và một bước khóa chốt trắng. Em cảm ơn mọi người. Kem chấm răng của chị. Cảm ơn Kim Chi. Vẫn bình thường. Vẫn bình thường. Hello anh Hưởng. Mời em tháo tóc nối ra, cái tóc em nhanh dài hơn. Tóc em đang cột lên nha.
biết đâu sau này bất ngờ của anh Hưởng nói lại. Mọi người trong Facebook Trang ai muốn nối tóc thì có qua, có thể qua Facebook anh Lê Bá Hưởng nha. Rất là chuyên tâm nối tóc, rất là dễ thương. Nguyễn Ngọc Anh nha. Đồng hồ chị là đi đồng hồ đi à. Bạn trai tặng cho chị. Kem dưỡng, top vendor, kem tránh da, nghe muốn chị tư vấn sản phẩm nào. Cảm ơn Kim Anh. Hello Kim Sa Nguyễn, chị em 596. Gì vậy? Gì vậy? À, mày ở nhìn được ra không? Nhìn ra là gì? Chị vì làm răng á là mình làm cho suốt đời, cho nên là mình khuyên những bạn nào đang coi livestream muốn làm răng á thì nếu mà mình có đi làm mình nên lựa chọn cái loại tốt nhất. Chị làm loại 6 triệu một cái thì chị làm 16 cái. Thì bạn nào muốn làm có thể qua nha khoa Kim Xuân, sập Facebook sẽ thấy, có thể tư vấn nè, mình được tư vấn miễn phí mà. Với lại nói mà nói được chị giới thiệu, nói được em giới thiệu thì sẽ được giảm. Răng bên chị là 450 một hộp, mình sử dụng được 2-3 tháng nha. Còn sữa tắm bên chị là 240, mình sử dụng được 1 tháng. Cảm ơn mọi người. Nếu mà muốn trắng nhanh thì chị có thể tắm trắng và dùng kem dưỡng. Kem dưỡng trắng siêu cấp bên em là 800 ngàn một hộp. Một hộp mình sử dụng được 1 tháng. Hello dâu. Sao bữa nay vô con không nói gì hết vậy? Hiền quá vậy.
inbox vô Facebook của chị nha em. Phải cọc tiền ship trước cho bên Trang là bằng 40.000 tiền ship, cộng 40.000 kẹt mobi qua cho Trang nha. Nhận hàng xong rồi mình chỉ cần thanh toán thì sản phẩm là xong. Nãy chưa kêu hả? Tiêm môi thì địa chỉ tiêm môi ở số 3 Hoa Trà, Facebook Khang Hy nha.
Chị dùng son su với lại make up forever chị dùng nhiều lắm, nhưng mà sau hiện tại chị đang đánh là màu su với lại màu của make up forever. Mọi người mua sản phẩm của em thì có thể inbox cho em ha. Nãy giờ livestream cũng lâu rồi, chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ nha. Cái gì thì cứ inbox cho em.